bạn cần đặt văn phòng đại diện chi nhánh công ty tại vị trí đắc địa số 1 Hà Nội. Bạn cần một văn phòng tiện nghi, hiện đại, nội thất sẵn sàng để sử dụng ngay. Bạn cần một không gian chill như quán cà phê nhưng vẫn yên tĩnh và đầy cảm hứng sáng tạo. Bạn cần một phòng họp tiêu chuẩn hạng A để họp với các đối tác cấp cao. April Cooking chính là một giải pháp toàn diện. Tọa lạc tại tầng 16 tòa nhà TNR số 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội, với vị trí đắc địa giữa lòng thủ đô, kết nối thuận tiện với các tuyến đường trọng yếu, April Cooking là vị trí đặt văn phòng lý tưởng cho bất cứ đơn vị kinh doanh nào. Đến với April, bạn được trải nghiệm không gian làm việc 5 sao với đầy đủ tiện ích, tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí setup. Văn phòng chọn gói được phân chia thành nhiều loại diện tích và linh hoạt thay đổi theo nhu cầu. Khách hàng có thể chọn gói thuê văn phòng phù hợp với quy mô doanh nghiệp. Không gian văn phòng được thiết kế vô cùng thông minh, khoa học, tiện nghi với bàn ghế, tủ khóa được lắp đặt sẵn sàng đáp ứng nhu cầu làm việc của các khách hàng. April Cooking cung cấp cho bạn hệ thống phòng họp theo giờ với nhiều diện tích phù hợp, 4 đến 20 người, được trang bị các thiết bị hiện đại, luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng. Chỉ cần một cuộc điện thoại, bạn đã có ngay không gian hoàn hảo, chuyên nghiệp để tổ chức các buổi họp, các buổi hội thảo, gây ấn tượng ban đầu với khách hàng và đối tác. Xu hướng không gian mở đang được nhiều người ưa thích bởi khả năng kết nối, sự chủ động và cải thiện tính sáng tạo trong công việc. Vì thế, bên cạnh văn phòng chọn gói, April mang đến cho khách hàng mô hình chỗ ngồi linh hoạt với không gian thực sự đáng thử. Tại April Cooking, các dịch vụ tiện ích của văn phòng đều được phục vụ theo tiêu chuẩn 5 sao, bao gồm từ dịch vụ lễ tân, miễn phí nước uống, phòng tiếp khách, dịch vụ tiếp nhận thư tín, dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, an ninh 24/7, tất cả đều được bao gồm trong giá thuê và sẵn sàng phục vụ khách hàng. April Cooking, không gian làm việc hoàn hảo cho sự thành công của bạn.